Xin thật em là Xin chào tất cả mọi người, em tên là Ruby. Xin thật em là Ấy chưa đọc là Ruby đúng không? Hôm bữa khi mà nó thật ra hôm nay mình chưa hỏi mà thử khi mà lần đầu tiên mình thấy cái tên của nó xuất hiện ở trên bữa đánh trận đầu cái ván đầu tiên mình đọc nó là Ruby. Nhưng mà tại vì hôm đó mình bình luận với ai á, mình bình luận với ai đó, xong rồi tới người đó nói thì người đó đọc là Abi. Thì mình nghĩ cũng hợp lý, tại vì nếu mà là Ruby thì nó đã ghi chữ U vô rồi, nếu chỉ nó ghi chữ A B I thôi thì chắc là đọc là Abi thôi. Cho nên là mình mới đọc là Abi theo, chứ lần đầu tiên mình đọc cái tên này mình đọc là Ruby. Mà tại sao không viết Ruby ra luôn? 19 tuổi, em đến từ Tây Ninh. Em chơi game lúc năm 2014 đến bây giờ. Em mới gia nhập IB hồi Ruby là Hồng Ngọc á hả? Anh Ren đôn lên Ruby là Hồng Ngọc đúng không? Để đánh với team lớn. Sự nỗ lực của em trong suốt những năm vừa qua đến bây giờ có thể phát triển lên được và chứng minh cho mọi người thấy là em chơi game không quá xấu. Này nói chuyện ok quá ha. Có xem VCS Ruby nói chuyện ok. Đánh rất là tuyệt vời. Nhưng mà lúc đó em chưa suy nghĩ đến việc đánh VCS A. Lúc đó em vẫn còn trẻ và non lắm. Đến khi em nói chuyện dễ thương quá ha. Đánh A thì em thấy rất là hồi hộp. Dễ thương là không biết là mình bé này dễ thương được. Đánh với bọn họ được không? Mình có làm tốt vai trò. Anh chậm. Mình có thể thể hiện được mình là ai không? Trước Tết thì tụi mình đã thi đấu 3 trận và đối đầu với Gam, tụi mình đã có một cái trận thua rất là đáng nhớ là 2-0. Tuy nhiên thì cái trận thua đó nằm trong dự tính của mình. Sau khi thua trận đó em thấy mình rất tệ trong vài khoảng, nhất là khoảng giao tiếp với mọi người. Khi em thua thế em đã không kêu gọi mọi người giúp đỡ em mà im lặng. Cho nên khi về nhà em đã cố gắng sửa đổi điều đó và trở nên tốt hơn theo từng ngày. Đến khi giai đoạn sau Tết thì tụi mình đánh với BTS thì đây là một cái sự kiện xảy ra không nằm. Rèn đợt này tuyển được quen đào ngon. Được. Được. Rèn đợt này là tuyển được quen đào ngon á. Ê lộn quen đệ ngon á. Một cái hoạch. Dễ thương. Nó là một cái cú sốc khá lớn với mình. Là vấn đề nó nằm ở vậy ở Binji. Thì mình đã cảm thấy rất là may mắn. Thì từ cái việc mà thua BTS nó tạo ra một cú hit, nó tạo lên là mình chính xác, mình biết cái vấn đề nó ở đâu rồi. Thì khi giải quyết được vấn đề đó thì Binji nó đã trở lại và nó đã có một kết quả tốt hơn. Trận đầu em cảm thấy thất vọng nhất và em luôn suy nghĩ về ngẫu. Nó là ngẫu nha Nguyên. Từ đâu rồi BTS đó đã nằm trong tay của tụi em. Nhưng mà cảm ơn Nha Linh. Một tình huống không nghe. Anh khen nó dễ thương thôi à. Vũ mất trận đầu. Nguyên nhân chủ yếu là do về mặt tâm lý của em. Em vẫn còn lo sợ bản thân mình làm không tốt nên em cứ nghĩ đến việc đó khi thi đấu, làm em thể hiện không đúng hoàn toàn khả năng của mình. Và thời gian gần đây em đã cùng nói về vấn đề này với team. Team đã tìm ra cách giải quyết cho em và em đang làm theo điều đó. Được quá vào dành cho bên phía của Sài Gòn Phúc Phẩm. Đạt biết đâu anh? Đạt biết đâu anh Trung? Đi đường dưới à? Này là Ren à? Ôi, đẩy về quá tuyệt vời. Xem không có cửa để chạy mà anh dành cho bên dày. La vào hất tung được Darius counter Samira. Bên lao vào tấn công nhưng hiện tại phía cánh trái Samira thì vẫn đang tiếp tục tỏa sáng. Slay bị đẩy về, Slay bị đẩy ra và Slay tiếp tục được về với những người đồng đội của mình. Cơ hội hất tung ba người quá tốt đi. Chiêu cuối đang đợi đợi để tung ra và đã bắt đầu tung ra đó là Samira. Điểm một đang cố gắng hỗ trợ cho Ariat bổ không kịp và cũng nằm xuống luôn. Rocky phía cánh phải dứt điểm được một thành viên đó là hỗ trợ nhưng anh ta sẽ đi theo người hỗ trợ đấy. BTC thì mình thấy họ là một đội tuyển rất là mạnh về đường đơn và trong những pha giao tranh nhỏ lẻ thì họ có những cá nhân rất là kiệt xuất. Mình nghĩ Celeb sẽ chơi con bài Samira rất là nhiều sau khi mà anh ta ban con Kai'Sa của team mình. Cảm ơn Gia Tùng. Đối với tất cả các team thì mọi người nghĩ là AD bên SGB là sẽ là bôi 100 Kai'Sa, tuy nhiên là mình không cho Arigati sử dụng quá nhiều tướng ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên mình sẽ cho Arigati sử dụng một số trường hợp đặc biệt và Darius là một trong những con như vậy. Mà khi mà biết được Darius đánh với SE thì tất cả các
thành viên trong team thì họ lại quên. Họ quên đi cái việc mình bích Darius là để làm mục đích gì. Thì dẫn đến là kết quả ở game 1 không tốt. Thì thật ra chiến thuật đó cũng đã được bọn em thử nghiệm một lần khi chơi với đội Hàn Quốc. Và giành một cái... đã được một kết quả khá tốt. Thì bọn em lúc mà bích con Darius trong trận đấu đó thì tụi em rất sẵn sàng. Nhưng mà có một điều là tụi em lại quay rằng cặp đó là để đánh nhau mà tụi em là đi phạm hòa. Khi anh Ram biết cho em những công bài gì thì em hiểu, tự tin hợp lý. Bản thân em là một người chơi được khá nhiều tướng ở dưới bot, em on champ. Họ rất là dày dặn kinh nghiệm và kỹ năng đi đường rất là tốt. Nhưng mà tụi em có một lối chơi tương đối vượt trội hơn nên tụi em không sợ đối thủ nào ở VCS hết. Ở vòng 1 em chơi một chất lượng carry team nhưng em không hoàn thành được điều đó. Và game 2 em đã chưa thẳng đường triệt để địa một với chất lượng nội trời hơn hoàn toàn. Em không cảm thấy hài lòng về cái mặt trình diện đó. Đó khu vực đường dưới và hất tung rất ổn. Vinzay đang tới và có thể tiếp cận được tóc biến đang chờ đợi sẵn. Tóc biến lên giữ chân lại làm tất cả mọi thứ đừng thể bắt cho được con Leona. Slay đã mất tóc biến đừng thể bỏ chạy đi. Anh ta chưa bị mất thi đốt nhưng ta đang bị đối phương bắn. Chiếc cái đầu cho nó Vinzay một cách song phẳng và thậm chí lại là bắn trúng. Bị cấu rỉa rất là nhiều và anh ta đang phải bỏ chạy. Đây là chiêu cuối tung ra từ ta khi giữ chân lại rút lông về và đội đỏ lại một lần nữa có được mạng hạ gục thứ tư dành cho họ, đó là mạng hạ gục dành cho rừng. Thái giờ sang được tung ra nhưng đây là thế 4 đến 1. Slay rất khó để thể tẩu thoát được. Hmet đang tới tiếp cận Vinzay giữ chân lại và ta đang ôm sát thương từ trụ. SBTC Sport nhảy ra, đó là Zeros Slay đã bị bắn chết và sẽ là chiến thắng cho Saigon Buffalo. Hy vọng SGB trong thời gian sắp tới sẽ làm cái trận đấu nó triệt để hơn, nó kỷ luật hơn và nó chính xác hơn. Ta đứt rồi nè. Theo nó, theo nó rồi. Nó hết. Thôi, lộn ở đây, lộn vô. Nó mà chạy tới đây tao buông lát qua luôn nha RB. Cứ từ từ thôi, cứ bị RB. Tên dễ thương. RB. Gọi nó vậy nó thích kỳ lắm á nha. Đừng nói dưới á. Bên dây nha em, đừng có gọi nó vậy, gọi nó vậy nó thích á. Tới luôn nè. Ê rồi RB ơi. Tới rồi. Không có đề nha. Đánh luôn. Sập RB. Vậy đây. Sập nó này. Sập lát. Chỗ 2 mít. Ôi, giờ nút mít mình đẩy boss nè, BB xuống đẩy boss luôn chung luôn bây. Không, biên xe nó con hết luôn hả? Anh xuống đẩy boss chung với RV, để em vừa AD xuất ra cho. Biên xe nó con hết luôn. Bắn tới rồi. Tuy nhiên là trong khoảng thời gian gần đây, tầm một năm gần đây mình đã thay đổi rất nhiều từ mặt tư duy và cũng như là cách làm việc các thứ, thì mình nghĩ là cái cách hiểu của họ về mình đã là sai nên mình khá tự tin ở cái trận team Black. Khi đối đầu với Black thì em mang một phong độ rất là tự tin khi đánh với hai người đó. Vì trước đó em lên được thách đấu hàng, em cũng đối đầu được với nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp giỏi trên thế giới. Em thấy tự tin khi đối đầu với bất kỳ ai ở VCS bây giờ. Được. Thách đấu là khá là rung. Này để dịch. À, các bạn hồi không biết, hồi đó các bạn có biết một cái kênh tên là Key and Peele không? Key and Peele là kênh của hai thanh niên da đen mà làm mấy cái hài ngắn nhỏ. Nó có một cái skit một cái kịch bản mà nó làm mấy lần là gọi là Angry Translator, tức là kiểu như tổng thống Mỹ Obama con thằng phiên dịch, là Obama nói gì rất là nói nghe rất là lịch sự, nghe rất là đàng hoàng, rất là nhỏ nhẹ, nhưng mà sẽ có một thằng Niga nhảy ra và dịch ra lại theo cái nghĩa đúng của nó, tức là chửi hay là
căng thẳng hay là kiểu như là rất là hút, rất là đường phố, rất là gangster các kiểu. Thì để mình đóng vai đó. Đây là thằng Taki là Obama nha. Taki Obama. Đây là Angry Translator. Em đánh đăng hàng, em gặp mấy thằng Hàn Quốc rồi. Mấy Hàn Quốc anh biết á, mấy Hàn Quốc là mấy thằng mà nó chùm thế giới rồi. Mà em đánh nó như con vậy, cho nên là ballet tuổi. Rồi tao nói ngưng nha. Slide giúp Lu mua xoài 10.000 đồng. Sao hôm nay Lu ít donate vậy 8/3 mà mọi người không chúc gì à? Ẩu nha. Đó, dịch ra là như vậy đó. Vì lần đầu mình được lên cái rank mà được đánh giá cao như vậy. Đó, vậy đó. Để mình lên được thách đấu hàng thì trong quá trình đánh rank em đã tập trung và đúc cái kinh nghiệm từ những trận đấu mà mình để thua và thắng. Từ đó em đã cố gắng nâng cao kỹ năng mình hơn trong rank và lên được thách đấu hàng. Chỉ cần bớt than vãn sau những trận thua thì mình sẽ lên rank thôi. Bớt than vãn sau những trận thua. Này để gửi cho ai ta? Gửi cho Mạnh Mèo luôn. Mạnh Mèo dạo này đánh cờ dạo này khóc nhiều lắm. Thua bớt khóc. Cái câu đó em nghĩ sở hữu đáng gầm nhất hiện. Cái câu của thằng Taki nói đó, mình dùng câu của thằng Levi dịch thì cũng được. Tức là Taki nói như vậy xong dùng cái câu của thằng Levi. Ngu thì thua, khóc lóc. Đại của em đó chính là Slider. Anh ta có một khả năng đi đường rất là tốt. Và anh ta cũng có khả năng gánh đội và TNT thì đánh cho anh ta rất là nhiều. Em cũng đã học hỏi được từ Slider rất là nhiều. Nên trong trận đấu gặp Tết tiếp theo, em sẽ chứng minh được điều đó. Trận đấu đầu tiên khi gặp team Secret thì em rút ra được là chỉ cần mình cố gắng tập trung và mình dám làm một điều gì đó với họ thì mình sẽ có thể giành chiến thắng trước họ một cách chân tru. Có nhiều người đánh giá em về Glory thì em muốn chứng minh với họ ở trận lượt về này rằng em khác biệt với anh ta. Thì người ta bảo anh ta đánh carry rất tốt, còn em chỉ là một người chơi hỗ trợ đồng đội. Lượt về em sẽ chứng minh rằng em cũng có thể carry được. Em rất háo hức để ra sân lần nữa để được cọ sát với mọi người thêm. Đối thủ mà em muốn gặp nhất là TS. Thì em đánh rank em thua anh Team Fast hơi nhiều. Team của SGB trong giai đoạn lượt về là sẽ đánh nhiều trận. Bé Ngọc dễ thương quá. Vì đối với mình, các tuyển thủ trẻ thì họ cần phải thi đấu nhiều và được kinh nghiệm. Tên thiệt của nó là gì ta? Để mình kiếm ra tên thiệt của thằng AB là gì? Trau dồi được bản thân của mình và phát triển. Đợi mình 5 giây nha, tên thiệt. Tạ Đình Huy. Tên nghe lực quá ha. Mình tưởng tên đó là Hồng Ngọc. Với con đường mà mình mong muốn thì năm nay MSI tổ chức ở châu Âu thì mình đã lỡ hẹn ở châu Âu rất là nhiều lần rồi, thì hy vọng năm nay mình sẽ có cơ hội để đến châu Âu và thể hiện một bộ mặt mới của Sài Gòn Buffalo. Em cũng đang có một phong độ rất là cao nên em nghĩ là em hoàn toàn có thể đi MSI mùa này. Tiêu lớn nhất em đặt ra cho bản thân ở mùa này là và được trận chung kết VCS. Em hy vọng đi nước ngoài một lần cho biết. Và để team mình có khả năng giành được chiếc vé đi MSI thì em nghĩ đó chính là em cần phải làm tốt hơn và có thể trở thành một carry của đội, sẽ giúp đội mình mạnh hơn và giành được chiếc vé đi MSI. Chết rồi. Cái đội này nguy hiểm á, đội Buffalo này đã đang tuyển được cái dàn trẻ này nó nguy hiểm á, nó làm mình phân tâm khi mà coi mấy cái documentary của Buffalo quá. Không được rồi, bớt. Mặc dù là Buffalo có một dàn đào hơi ngon á, nhưng mà mùa này chưa đó nha, chưa đủ độ chín để có thể lên ngôi vô địch VCS 2021 mùa xuân nha. Chưa nha, mùa này chưa phải là mùa mà các em trổ hết ra nha. Các em phải cần thêm thời gian để được vung vén thêm nữa, chưa đâu.